cho lục cung đường nghe sắc phong mỹ lục cung đường bốn dòng thần thì cho lục dính nhã chế vừa ở lại dáng ngoài bàn nó đêm mây xuống trần gian bóng mộng trần thì nước tâm động bao thai mùa thu thắm chim mẹ
lắm bỏ yêu châu được bớt đúa vào ra sớm chiều bốn phương ngồi họp để đa tháng ngày,
kia tốt của dày thắng nghe ai. Ghê đấy cho nhiều, bạn cho dày nhìn sáng yêu, bọc đồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đường con khi xưa thực thì 31 một ngày 14 hôm rằm, 31 một hôm rằm 14. Chim quanh béo ngon dần dàng cần tiếng ca vang.
nay ra dám yêu kiều sinh con là sinh người sinh cây cột như thầy người sinh công cảnh lâu linh khắp thiên cho đồng tiền dày nhất sang kiêu bồng đầu cho nhiều người năm ngoái năm xưa thành đồng còn nhan khói vung thờ 30 mộng một ngày 14 hôm dặm 30 mộng một hôm dặm 14 cuối năm trở lại về ra người cũng hỏi lên để mà xa không ôm ai lên bắc để bao xa đi chiếc bay phải qua người đến nhà
nhi thành đàn bì thống réo rắt ở bên gành xuôi reo. Đường nguyện khúc đi qua đèo dọc núi, nối hiệp nghèo đất sỏi đá ông một bầu sư thủy thông dòng. Gió mây nằm chịu lưng đèo kia.
con đeo chuông không ngại đường xa. Tình 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 tạm tình bóng con đeo chuông không ngại đường xa. Thank you.
bên gành trắng soi tề, tay tiên rót chén rượu đỏ. Dâng nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc để các cô dâng mời đã mời giúp ông bơ hoàng rơi, tay tiên rót chén rượu đỏ. Nhị bần áo nâng đến bệ ngọc để các cô nâng vào là mời giúp ông bơ hoàng rơi, tay tiên rót chén rượu. Thật chúc dâng lên bệ ngọc để các cô lúc mừng người lạ mời giúp ông bơ hoàng rơi, các cô lâm mời lạ mời giúp ông bơ hoàng rơi. Nóng lạnh sẵn sàng, nóng lạnh dâm kề chiếc tiên dâm ngay, nóng lạnh dâm kề tiên dâm cô bơ thoải chờ sang giúp ông bơ về nhà. Người cũng nhắn lại nghìn đất na bảo hà đêm mùi phong nguyện đậm đông là tiên cảnh thần tiên ngài. Gió nam thoảng nhang thơm mi vào an tĩnh, bóng nghi ác tà đã gác y non tây trăng nghìn mặt nước vơi đầy bảo hà cổ tích xưa này ý còn chiên đời.
nào nào như thế nào nào cũng nào cũng tiền vững phát trà lên thì tâm trước chén đông lòng hội quần tiên các câu chúc ngang trên trà ô lòng tây dương bình ngọc để các bạn tiến dâng ông bày chén trà ấy hiện thượng ký bàn trà ô lòng hiện thượng ký bàn mẫu đêm cùng trà mì long tình khi thì nhận qua con bảy nghiến sơi hồng trà ba trên khuyên hồi thanh nhường nhĩ vị ngọt môi thủy chân đa chân ấm ấm chân kẹo xìu
hoa nghĩ thành Có chữ nằm ngộ A Di Đà Phật
học đi trong đông học về có rất thân thân. Thank you.
ơn. Ông Mười nhổ bao giờ đuôi hồng lịnh mà hết cây, dòng sông La Hồ Tây mà cạn hết nước, thì thành đồng để quan hồng người đây. Vẫn chưa hết lòng nghề trải ngàn năm dầm mưa dài đằng, vung đã đào để bị nặng sóng an. Dòng sông nát ngàn đời vẫn chảy trôi hình hờ, bị đục bị trong đẹp ngờ như cháy, tạo hóa xưa kia đã lập thành đất lam đạt đất sứ mê, còn nghe đức danh quan hoàng nghề người, nghe đức danh quan hoàng rẽ mây vàng trên thượng tiên, rẽ áo mây vàng quý con sinh trở đón sức ông mời về chúc thủ trong tiên nghệ ăn thanh ra người cùng là cảnh thiên tai đến bồng ai tấu cô đôi thư ông cô đơn đại tài thái hoa.
cũng ngay. Đàn cầm cũng mong lấy năm giây để tâm tình nhờ. Cô vì làm mình rất nhạc đi vật cô vai người thương đủ chim dần nhạc thì vẫn tư đi cung cấp quảng hạt hàng ngang cung cấp quảng hạt dày cô thịnh xương dương ra nghỉ đồng yên xưa ra nghỉ tư bông hai hoa hoa ngọc trâu trong lâu đàn cười chị người tạm tôi người mười tám đôi mươi tuổi chữ mười tám đôi mươi hình dung của nhan sắc nét là dịu dàng để nhạc nhạc lại đẹp nhá. Cô bước cô gọi nghề đò mà sao chẳng thấy chưa lấy đò thương chú lái đò ơi chú đi đâu mà để cô bơ tôi càng chờ cô bơ tôi càng đợi càng tìm phiền cho nổi tiếng hò hoan hoan du hoa chân cô bước xuống thì chân cô bước xuống thì phách dặm phách nhất phách dặm phách nhất phách hai cô đợi gì phách hai cô đợi gì phách ba cô cầm chèo phách ba cô cầm xin có mở lái xa hoa dô hoa hoặc trèo dòng quạt dô hoa và bông đề phong bông hò quán dô hoa bên kia cô tắm quạt quán đi hò hoa dễ cô khẽ quạt đi dô hoa nhấp nhô đặt đặt bạc quạt quán hò hoa dăm ba thiếu nữ quán dô hoa bắn đồ 12 tháng tình
sáu ông phải về tu ba bồng tình 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 ta thì ta thì ăn nghe tăng tình tình gì ta cô kéo tay nên trời cô đang mua kéo tay khắp là như thế chim ma bay trên đá trời tình 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 ta thì ta thì ăn nghe tăng tình tình gì ta trời cao mênh mông khi tỉnh ra
ra mới biết sự lòng tán lòng đi em. Tỉnh ra mới biết sự lòng động về cô bơ thoải ba bông thắp hàng để kim ngân. Kim ngân sự điệp lập bệ đàn dâng văn kiều thịnh thắp hàng đi nhà ba bông chiều chiếc. Chiều chiều gió thổi hưu à hưu xung sinh nổi lên sông một nơi để suy phong thường đầm tối đi càng thêm mong đức tiếng thương dành để yeah.
chấm qua nhiều mưa. Sau đó bước đi vào ra sớm chiều, gió mây đọc chiếc nước đều ý à. Sao hai xà tích bên ý à, à, à. Đường điên toàn sáng, cung minh trong đền cổ sáu đẹp làm sao. Thank you.
từ đi xuôi con này vạn ương á tiên diệt con gì núi ơi gì núi ơi nghe tiếng ai gọi duyên xứ trong trong mãi buồn tồi cô sáu thương ai cô thương ai yêu năm đó cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu cả những thank you.
lực năm ngoái năm xưa. Thanh công còn nhang khói phụng thờ, ba nguyên mộng bồ tùy tiếng hôm rằm. Ba mươi mộng bồ hôm rằm mươi tư. Về đây quần chân nơi đường quê hàm dưỡng đi lẫn lưng ba ngày anh diệt lịch khí thơ bay quả áo ta ngắn vạt rộng tay thành ra hồi cung thẳng ngắt nước lan nề gió mưa hình bài thơ trên diễm đi đã đà chứng tâm. Thank you.
còn không hoa không biết vào tay ai, thương ghế cô biết lòng cô bạn tài. Chết hà tập có nhiều hoa nghi à. Điên trên ngàn năm hoa nhiều hoa, cô chỉ vẫn bước đi vào xa sớm chiều.
mấy đâu thì tòa đoàn quá chào. Cơ về bánh kiệu sớm chiều cả ba, tay cưới kim ban rừng vàng, đem cho các ghế giàu sang đời đời, đem cho các ghế nhà nhà giàu sang.
yêu ai tài lòng cô ban, dần ai cũng của cứu oan nhường nào. Ngày hôm nay dân thiên bản bạch điều này kiểu giữ phán cùng người trần gian. Mới bắt đi. Cô cho này đi vào, cô làm cô lấy một, cô lại cho thành chín.
phần nó là 10 phân tệ 10 nhá. Thế là cho nhà nào cũng được thật toàn thật ý nhá. Cái chín tệ 10 thì tươi thì tốt nhá. Sáng chi 1 chỉ tối tệ 10 cây nhá. Cô cũng quá đâu. Thế mà hôm nay cô cử thanh hóa rồi đây mà mua ông quả. Không hàng nhưng mà lại được các anh vận thế nào. Nhiệt tình quá. Cơ cái chị em cô lại vui lại càng thêm vui. Thế mà cô ban khen ban thưởng nhá. Có 1, có 2, có 2, có 2, có 4, 4, 4, 6 nhá. Cứ cái đôi là 3 đây nhá, thế mở ra. Tiền thôi, chứ còn nọ nhá. Ừ, chứ còn nọ. Ừ, chứ còn nọ. Thế mà cô chua nhá. Thế bây giờ là, các con là thích đồng xanh hay đồng đỏ? Cái đồng đỏ. Tay cô bé tông giả thêm xanh.
dưỡng giờ tí định bình đáy vượt lên gành thắp nghi cái thắp con thắp trẻ bắt dịp
tới đâu có đón mang chào, có về bạch đi âu sớm chiều cả vang, tay cưới tiền bạc dựng vào, đem cho các nghề giàu sang đời đề, đem cho các nghề chọn đời giàu sang. Chúng người ngọc đề đắm thắp ngày, cô bé bắt cho tiền thốt lửa dày ấm ngắm bắt cho tiền thốt lửa dày cùng đồng cho ngắm về đời. Cô bạn cho dài nhật sáng kia, bồng đồng cho nhiều người năm ngoái năm xưa, thành đông còn phía xa không thờ. 30 mùng 1 người đổ dầm, 30 mùng 1 hôm dầm người đứa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao đắp ghế xin chờ vẫn so thì đồ con cháu nữ chồng ngồi vẫy tay chào đắp ghế cuối năm ghế cô lại về thành ra hồi bụng thắp một tần nhang đi nồng thành thắp một tần nhang dân văn sư thích cắm đường nợ tươi công kinh nhạc ở Bắc Linh đình bàn dòng nối dòng buôn nê bán hai thứ chẳng ngại gì nắng sớm chiều mưa
tơ đem đến ấm tình người xuôi dân đâu đó nhớ người tiến đến giả thanh thanh mắt phượng thì sao xa thơm thơm tóc phượng già già tuyệt nơi để người lệ nguyệt đi qua cắn đi hương đen thấm đậm đà ý à.
hẳn đến cậu bé về gắng sức phản thiện xem nam đẹp đèn nắng thiết nào ra oai chẳng thể biết hay. Trần thế biết thay ra ngoài, trần thế biết thay kêu lên đồng đội cứu dây nhân dân cho đầu đồng bình an. Vâng, xin cảm ơn.